Chàng trai làm rơi xấp tiền 10 triệu giữa phố, người đi đường xúm nhặt và cái kết xúc động. Tối ngày 7 tháng 5, mạng xã hội chia sẻ clip về một câu chuyện tử tế ở Đà Nẵng. Theo clip, một người đàn ông đang điều khiển xe máy thì đánh rơi một cọc tiền. Lúc này có rất nhiều người dừng xe lại lượm tiền. Cứ nghĩ người hôi của hoảng loạn nên anh này cũng cố lượm được chừng nào hay chừng ấy. Tuy nhiên, trái với dự đoán, mọi người nhặt tiền xong xếp gọn gàng, đem đến cho chủ nhân không thiếu một đồng. Qua tìm hiểu, người đánh rơi tiền là anh Nguyễn Văn Dương, 29 tuổi, quê Thanh Hóa, làm nghề giao hàng. Khi tới đoạn đầu hầm chui Điện Biên Phủ, thì toàn bộ tiền hàng anh bỏ vào túi trong quần bị văng xuống đất. Tiền hàng của anh gần 10 triệu đồng, chủ yếu mệnh giá 200.000 đồng và 50.000 đồng, nên số lượng tờ rất nhiều. Khi thấy tiền rơi rải khắp đường, anh vội vàng xuống xe nhặt với hy vọng vớt được tờ nào hay tờ ấy. Lúc đang nhặt thấy mọi người đi xe qua dừng lại lượm tiền, em hoảng quá kêu: "Trời ơi mọi người ơi, tiền của em, nhà em nghèo lắm. Tiền đó là tiền hàng, không phải tiền riêng của em. Trời ơi mọi người ơi, lượm giùm em." Lúc đó có nhiều người với sang đáp lại: "Yên tâm, tụi tôi lượm giùm chứ không lấy." Anh Dương xúc động kể lại. Và thật may mắn khi toàn bộ tiền hàng đã được nhặt lại đầy đủ, không thiếu 1.000. Thật sự em không nghĩ là mình may mắn đến vậy, bởi gặp những người dân tốt bụng, nhiệt tình. Chừng đó tiền với mọi người không lớn, nhưng đối với em là cả gia tài. Em mong muốn lan tỏa hành động tử tế trên để mọi người giúp đỡ nhau, có thêm nhiều hành động đẹp hơn nữa. Anh Dương cảm kích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.